xã Đan Trường vừa tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Ngay trong ngày ra quân, các thôn đã trồng được hơn 1.000 cây xanh gồm các loại như cây hoa ban, sao đen, bằng lăng. Năm 2022, toàn xã phấn đấu trồng gần 5.000 cây xanh. Song song với ra quân trồng cây đầu xuân mới, các đơn vị thôn xóm đã đồng loạt ra quân thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, làm các tuyến đường giao thông nông thôn.